Sau hai vụ trồng lúa, ông Hết quyết định cho đất nghỉ ngơi, đón phù sa. Những ngày qua, ông và nhiều nông dân ở xã biên giới Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã cày xới đất xong. Cống bọng cũng đã được khai thông để sẵn sàng đón nước lũ tràn đồng. Nói chung có lũ giờ là nó giảm chi phí là mọi mặt hết. Một là cái nhẹ phân nè, năng suất có nè. Nó rồi hai nữa là sâu bệnh đối với lúa nó cũng giảm. Nhiều nông dân cũng tận dụng nước lũ và nguồn thức ăn dồi dào trong tự nhiên để nuôi thủy sản với kỳ vọng kiếm thêm thu nhập. Thời điểm này, bà con đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi xả lũ cũng là lúc tôm cá được thả ra các cánh đồng. Lời khoảng chừng 40 triệu trong cái mùa lúa. Nhưng mà cái mùa cá thay vì hai mùa lúa thì mình cộng thêm một cái mùa cá. Mùa cá đó khoảng năm rồi đó, tôi thực hiện là tôi lợi nhuận là khoảng 70 triệu cho 3 ha. Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhận định năm nay lũ về trễ nhưng vẫn có thể đạt mức cao hơn 3 năm trước. Tỉnh đã lên kế hoạch xả lũ đón phù sa trên diện tích hơn 88.000 ha. Kế hoạch là bắt đầu tháng 7, tuy nhiên thì nước hiện giờ cũng còn rất thấp. Chúng tôi đánh giá khả năng thì nước vào cuối tháng 8 này nước sẽ tràn đồng và lúc đó là sẽ cái xả lũ nó sẽ mạnh hơn cho cả toàn tỉnh. Nước lũ chưa về nhiều nhưng một số cánh đồng ở vùng đầu nguồn đã ngập nước. Bà con cũng bắt đầu đánh bắt tôm cá trên đồng. Người dân và chính quyền địa phương đã sẵn sàng với hy vọng sẽ có một mùa lũ đẹp.